Bây giờ ta tiếp tục bài 11 ở câu số 3. Câu số 3 có đầu đề là, ta ghi câu 3. Câu 3 là vấn đề việc làm. Vấn đề việc làm. Vấn đề việc làm và phương hướng giải quyết việc làm. Phương hướng giải quyết việc làm. Đấy, câu 3 ta bàn về cái này. Câu 1, câu 2 ta bàn về lao động. Và câu 3 ta bàn về việc làm. Đấy, vấn đề logic là như vậy. Lao động, việc làm. Thế thì trong vấn đề này hay là trong câu 3 này ta phải nêu hai ý chính. Ý A là vấn đề việc làm nước ta thể hiện ra sao? Và ý B là nêu những phương hướng chính để cái việc làm. Vậy ta đi lần lượt. Ý A vấn đề việc làm. Đấy, vấn đề việc làm. Việc làm ở nước ta. Ở nước ta. Đấy, ta bàn về vấn đề việc làm ở nước ta thể hiện như sau. Đấy, thể hiện như sau. Trong ý này, các em nhấn mạnh trả lời những ý chính. Thứ nhất là vấn đề việc làm ở nước ta ngày nay được coi là vấn đề xã hội rất bức xúc hàng ngày. Vì sao? Vì dân số nước ta vẫn tiếp tục tăng và lao động cũng tiếp tục tăng. Và mỗi năm như ta đã biết là nguồn lao động nước ta tăng thêm khoảng 1,1 triệu lao động. Vì vậy, nhà nước ta mỗi năm cũng phải tạo ra khoảng hơn 1 triệu việc làm để đáp ứng cho cái nguồn lao động tăng thêm thì mới đảm bảo cho mọi người lao động mới có việc làm. Đấy. Và nếu như nhà nước ta không tạo đủ hơn 1 triệu việc làm cho lao động dư thừa tăng thêm thì dẫn đến tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm ngày càng cao, thu nhập bình quân đầu người ngày càng thấp và sẽ dẫn đến gì? Nhiều tệ nạn xã hội xuất hiện, làm cho xã hội mất trật tự, mất an ninh và nhà nước cần lại phải đầu tư chi phí lớn để giải quyết vấn đề an ninh trật tự xã hội. Đấy là cái vấn đề rất quan trọng. Cái vấn đề thứ hai là nếu như không đảm bảo đủ việc làm cho lao động tăng thêm thì tốc độ tăng trưởng kinh tế sẽ thấp, xã hội mất an ninh trật tự và không có điều kiện để thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và cũng không thể có điều kiện để hội nhập với nền kinh tế thế giới. Vì vậy mà vấn đề việc làm, vấn đề giải quyết đầy đủ việc làm cho lao động dư thừa nước ta được coi là vấn đề xã hội rất bức xúc, phải được nhà nước quan tâm giải quyết hàng đầu. Có nghĩa là nhà nước phải đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế, phải tạo ra nhiều việc làm đa dạng để đáp ứng cái nhu cầu lao động tăng thêm. Đấy. Chính vì vậy mà cái ý này các em phải nói được như vậy và kết luận là do đó vấn đề việc làm là vấn đề phải được cả nước quan tâm giải quyết hàng đầu. Ý thứ hai, ta bảo cái gì? Thứ hai là theo các số liệu thống kê,
của nhà nước thì đến năm 2056 tỷ lệ thất nghiệp trung bình cả nước đấy, tỷ lệ thất nghiệp, những cái tỷ lệ thất nghiệp này, tỷ lệ thất nghiệp, thất nghiệp trung bình, thất nghiệp trung bình cả nước là 2,1%. Đấy, thất nghiệp trung bình là 2,1%. Thiếu việc làm, tỷ lệ thiếu việc làm, nhớ cái từ đó, thiếu việc làm trung bình cả nước là 8,1%. Đấy, như vậy hai cái số này ta thấy là lại khá cao. Tỷ thất nghiệp 2,1, thiếu việc làm 8,1, trung bình cả nước, cái số này tương đối cao. Đấy, như vậy cái thứ nhất ta đã thấy cái gì, tỷ lệ thất nghiệp thiếu việc làm trung bình cả nước theo số liệu thống kê này là đã biểu hiện thất nghiệp thiếu việc làm tương đối cao, và điều đó chứng tỏ gì, chứng tỏ sẽ ảnh hưởng lớn tới đời sống thu nhập bình quân đầu người ở cả nước. Thế ở đây ta có khái niệm thất nghiệp và khái niệm về thiếu việc làm. Thất nghiệp theo cái quy định thì những người lao động thất nghiệp là những người hoàn toàn không việc làm, quanh năm không việc làm. Còn những người thiếu việc làm là những người trong một năm việc làm chỉ đảm bảo trong vòng 3-4 tháng hoặc là dưới 6 tháng. Người ta quan niệm thế, những người mà việc làm chỉ có thể có trong vòng 3-4 tháng hoặc dưới 6 tháng thì đấy là những lao động thiếu việc làm. Đấy. Và cái điều này thể hiện rất rõ là thất nghiệp thường thể hiện nhiều ở các vùng đô thị, còn thiếu việc làm biểu hiện rất rõ ở các vùng nông thôn. Người ta hiểu thế. Đấy là cái tỷ lệ thất nghiệp chung của cả nước. Thế còn bây giờ lại xét riêng ý thứ ba, đó là gì? Ở đâu? Ở thành thị. Đấy, ở thành thị. À, thì tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm thế nào? Theo số liệu thống kê năm, theo số liệu thống kê năm 2005-2006, thì ở thành thị thất nghiệp đạt trung bình là 5,3%. Thiếu việc làm là 4,3%. Đấy, nếu là thành thị và thì thất nghiệp là 5,3, thiếu việc làm là 4,3. Còn ở nông thôn, là ý tiếp theo ta hết ở nông thôn. Ở nông thôn. Đấy, nhớ mấy cái điểm chính này, ở nông thôn thất nghiệp là 1,1. Thất nghiệp là 1,1%. Thiếu việc làm là 9,3%. Như vậy rất cao. Người ta thấy qua cái số liệu này ta thấy là gì? Tỷ lệ thất nghiệp ở nông thôn và thành thị nhìn chung là đều cao. Đặc biệt ở khu vực nông thôn, tỷ lệ thiếu việc làm lên tới 9,3% rất cao. Vì sao vậy? Có thể giải thích là ở nông thôn thiếu việc làm rất cao, đó là do nông nghiệp nước ta hiện nay chủ yếu vẫn là thuần nông, và nhiều vùng nông thôn chỉ phát triển nông nghiệp thuần nông và chưa phát triển những nghề phụ, chưa phát triển mạnh các nghề tiểu thủ công để giải quyết lao động dư thừa trong lúc mùa vụ. Vậy tính mùa vụ ở nông thôn vẫn còn phổ biến, sau cái mùa vụ gặt hái thu hoạch thì là nông dân nhàn rỗi. Vậy tỷ lệ nông dân nhàn rỗi ở nông thôn vẫn còn rất cao và biểu hiện qua cái tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm. Còn ở thành thị, tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm vẫn còn tương đối cao, chứng tỏ gì, nền kinh tế ở thành thị kể cả công nghiệp, thương nghiệp, dịch vụ cũng chưa phát triển mạnh, dẫn đến cái tỷ lệ thất nghiệp thiếu việc làm ở thành thị cũng còn tương đối cao. Đấy, như vậy ta xét ba cái trường hợp. Một là cái tỷ lệ chung thất nghiệp thiếu việc làm cả nước
chung là thất nghiệp 2,1, thiếu việc làm là 8,1%, thành thị thất nghiệp là 5,3, thiếu việc làm là 4,3%, nông thôn thất nghiệp là 1,1%, thiếu việc làm là 9,3%. Tóm lại, vấn đề việc làm ở cả nước ngày nay thể hiện như nào là tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm nói chung ở cả nước vẫn còn cao. Và vấn đề việc làm ở cả nước luôn luôn vẫn được coi là vấn đề xã hội bức xúc. Trong khi đó ở nông thôn việc làm mới được giải quyết mang tính chất mùa vụ. Đấy, việc nhắc lại vấn đề là việc ở nông thôn việc làm mới được giải quyết mang tính chất mùa vụ. Còn ở thành thị thì vấn đề việc làm luôn được coi là vấn đề bức xúc hàng ngày đối với toàn dân. Tóm lại, vấn đề việc làm lại là vấn đề xã hội càng bức xúc và phải được cả nước quan tâm giải quyết hàng đầu. Đó là nội dung chính của câu số 3 là vấn đề việc làm nước ta hiện nay thể hiện ra sao và thể hiện qua các nội dung tôi vừa nói với các em. Đây là kết thúc câu kết thúc ý A của câu 3. Chuyển sang ý B của câu 3 này, đó là gì? Các phương hướng. Các phương hướng giải quyết việc làm. Đấy, các phương hướng giải quyết việc làm. Giải quyết việc làm. Đấy, ý này rất quan trọng. Khi ta trình bày xong ý A thì phải nêu được phương hướng để các bạn làm ra sao. Và trong ý B này các em nhấn mạnh nhớ tôi 6 phương hướng chính. Sau đây, thứ nhất, phương thứ nhất là cần phải gì? Cần phải tiếp tục kiềm chế gia tăng dân số. Thực hiện triệt để chính sách kế hoạch gia đình và bằng cách vận động tuyên truyền giáo dục toàn dân thực hiện sinh đẻ kế hoạch. Vì sao? Vì có giảm dân số thì mới giảm được nguồn lao động, giảm được cái nhu cầu về việc làm trong xã hội. Đấy là phương hướng thứ nhất, ta phải nói điều đó. Thứ hai, phương thứ hai là phải tiếp tục nghiên cứu để phân bố lại, điều chỉnh lại hợp lý của lao động trên địa bàn cả nước giữa các vùng miền bằng cách di dân. Đấy, bằng cách di dân từ các vùng đồng bằng đông dân lên khai hoang phát triển kinh tế mới và định cư lâu dài ở các vùng trung du miền núi. Đấy, phương thứ hai, hai phương hướng này là hai phương hướng rất quan trọng, có thể nói cho bất kỳ câu nào nói về vấn đề sử dụng hợp lý dân số lao động. Đây là phương thứ hai. Phương thứ ba là phải nghiên cứu phát triển đa dạng hóa kinh tế. Đấy, kể cả ở nông thôn lẫn thành thị. Phải nói thế nào đó thể hiện cái sự đa dạng hóa kinh tế nông thôn thành thị. Có nghĩa là ở nông thôn thì cần phải phát triển mạnh các nghề nghề phụ như công nghiệp chế biến, tiểu thủ công nghiệp. Đấy, phát triển mạnh làng nghề để gì? Để khắc phục tính mùa vụ. Nông thôn tuy nhiên là làm nông nghiệp là chính, nhưng khi kết thúc mùa vụ rồi thì phải chuyển sang các nghề phụ. Nghề phụ đó là nghề công nghiệp chế biến, các nghề tiểu thủ công nghiệp, các làng nghề vân vân, để khắc phục tính mùa vụ. Có nghĩa là tạo việc làm cho lao động nông thôn quanh năm, và như vậy sẽ là nâng cao cái thu nhập cho người nông dân. Còn ở thành thị thì cũng phải phát triển đa dạng hóa cơ cấu ngành nghề, nhất là công nghiệp, thương nghiệp, dịch vụ, để tạo ra nhiều việc làm, thu hút nhiều lao động dư thừa và nâng cao thu nhập cho người lao động. Đấy là cái hướng thứ ba phải nói được, là phát triển đa dạng hóa cơ cấu kinh tế, đa dạng hóa ngành nghề ở cả thành thị lẫn nông thôn. Đấy là hướng thứ ba
Hướng thứ tư là phải tăng cường hơn nữa này, tăng cường hơn nữa, mở rộng hợp tác quốc tế để thu hút các nguồn vốn đầu tư nước ngoài, xây dựng các khu công nghiệp, các khu chế xuất, xây dựng các khu đô thị, cũng là để tạo ra nhiều việc làm, thu hút lao động dư thừa. Đấy là cái thứ tư. Hướng thứ năm các em phải nói đó là phải tăng cường mạnh hơn nữa phát triển hướng nghiệp, dạy nghề, đào tạo đội ngũ công nhân kỹ thuật tay nghề cao. Đấy, phát triển hướng nghiệp, dạy nghề, đào tạo đội ngũ công nhân kỹ thuật tay nghề cao, nhất là ưu tiên đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật lành nghề để nâng cao năng suất lao động và cũng là để tạo ra nhiều việc làm đa dạng. Đấy là hướng thứ năm. Và hướng cuối cùng, để giải quyết việc làm cho lao động dư thừa thì phải tiếp tục tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế để tìm thị trường xuất khẩu lao động đi nước ngoài. Đấy, như vậy có 6 phương hướng giải quyết việc làm mà chúng ta phải nhớ. Đấy là nội dung toàn bộ cái câu số 3 bàn về vấn đề việc làm và phương hướng giải quyết việc làm trong chương trình phổ thông chúng ta là nói như vậy. Đây là kết thúc câu số 3. Bây giờ trong cái bài 11 này là bàn về lao động việc làm, là ta xét được 3 câu lý thuyết rồi. Bây giờ ta xét một câu bài tập về vấn đề lao động việc làm là câu 4. Ta ghi câu 4. Câu 4. Cho số liệu về nguồn lao động. Về lao động. Theo bảng sau. Đấy, ta có cái bảng này. Đấy, cái bảng này gồm 3 cột. Cột thứ nhất là ngành sản xuất. Cột thứ hai là số liệu của năm 2000. Và thứ ba là 2009. Ngành thứ nhất là ngành nông lâm. Đấy, ngành nông lâm. Ngành thứ hai là ngành thủy sản. Ngành thứ ba là ngành công nghiệp. Ngành thứ bốn là ngành xây dựng. Ngành thứ năm là ngành thương nghiệp. Ngành thứ sáu là ngành khác. Đấy. Trong các ngành này có số liệu tương ứng là 23492. 989. 3884. 1040. 3896. Và 4304. Và cột cuối cùng nó là 21192. 1596.
6991 3450 5210 và 9111. Đấy. Như vậy cái số liệu cái bài này nó cho ta là số liệu về nguồn lao động được sử dụng qua 2 năm theo các ngành. Theo ngành ta ở đây ta nói 6 ngành: ngành nông lâm ngư, ngành thủy sản, ngành công nghiệp, ngành xây dựng, ngành thương mại, ngành khác. Với số liệu tương ứng. Họ yêu cầu ta là dựa vào số liệu này hãy vẽ biểu đồ rõ nhất quy mô cơ cấu nguồn lao động được sử dụng theo ngành. Đấy, họ hỏi ta nhắc lại đó là vẽ biểu đồ rõ nhất quy mô cơ cấu sử dụng nguồn lao động phần theo ngành. Và cái B là nhận xét biểu đồ đó. Thì đây là một cái dạng bài tập nói về quy mô cơ cấu, vẽ biểu đồ thể quy mô cơ cấu. Đấy. Thế thì về mặt nguyên lý mà nói, các em phải nhớ nguyên lý khi vẽ một biểu đồ thể hiện quy mô cơ cấu thì chắc chắn là chúng ta chỉ nên vẽ biểu đồ hình tròn. Đấy. Và biểu đồ hình tròn này muốn vẽ được phải xử lý số liệu. Phải xử lý số liệu, thứ nhất là dựa vào số liệu, đây là những số liệu tự nhiên, con số tự nhiên hay là gọi là số liệu thô, thì phải xử lý số liệu qua hai bước. Một là phải quy đổi các số liệu này ra phần trăm theo cơ cấu của từng năm. Và bước thứ hai là phải tính được bán kính của vòng tròn. Đấy, xử lý liệu hai yêu cầu ấy. Và ở đây là có hai năm thì rõ ràng mỗi năm ta chỉ được phép vẽ một vòng tròn để thiện cơ cấu của các ngành. Và như vậy ta phải tính hai bán kính. Đấy. Và khi làm bài thì chúng ta phải phân ra những bước. Thứ nhất là A nhỏ đây là xử lý số liệu. Đấy, xử lý số liệu. Như tôi đã vừa nói là phải quy đổi phần trăm. Quy đổi là phần trăm của số này. Vậy nghĩa là quy ra phần trăm. Đấy, quy ra phần trăm. Đấy, cái nhất. Bằng cách cộng tất cả các số theo từng năm lại để lấy tổng số. Ví dụ, tổng số của cái năm này. Đây, tổng số đây. Tổng số của năm này là bằng 37.605. Tổng số của năm này là 47.550. Đấy. Đấy là động tác thứ nhất. Động tác thứ hai là các em đặt cái tổng số này bằng 100%. Sau đó lần lượt lấy các số này chia tổng số nhân 100 là thành phần trăm. Và như vậy kết quả xử lý số liệu qua 2 năm ta được một cái bảng mới này. Cái bảng mới ta có thể ghi gọi là kết quả xử lý số liệu. Đấy, kết quả xử lý số liệu. Đấy, ta kẻ cái bảng mới. Nhỏ hơn. Đấy, bảng mới nhỏ hơn. Và ở đây ta ghi lần lượt từng ngành một. Ví dụ đây là ngành. Ngành 1, ngành 2, tương ứng đây 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đấy. Ta ghi kết quả năm 2000% ở đây. 209 đây. Kết quả xử lý số liệu là phần trăm. Và lần lượt đưa các số liệu bằng phần trăm vào cái bảng này. Như ta đã có kết quả như sau. Ngành 1 là 62,47. Đấy. Ngành 2 2,63. Ngành 3 10,33.
ngành 4 2,76, ngành 5 10,36 và 11,45. Đấy, kết quả ta làm thế. Và bên đây 29 đã có 44,56, 3,36, 14,71, 7,25, 10,96 và cuối cùng là 19,16. Tổng số của hai năm này đều phải bằng bao nhiêu? Tổng số của hai năm này đều phải bằng 100%. Đấy, đấy là kết quả xử lý số liệu bước thứ nhất. Bước thứ hai là ta phải tính bán kính phần trăm, tính R, tính R, R tính bán kính theo công thức. Theo công thức gì? Là R bằng căn bậc 2 của tổng số. Đấy, R bằng căn bậc 2 của tổng số. Tổng số đây, tổng số đây. Đấy, trước khi tính R thì ta thấy gì? Bằng cách là hai cái năm này, ta thấy cái năm này tổng số bé hơn 29, ta đặt, đặt gì? Đặt 37605 bằng 1. Đấy, bằng 1. Suy ra, ta suy ra là gì? R của năm bao nhiêu? 1 của năm 2000 bằng căn bậc 2 của 1 bằng 1. Đấy, và R của năm 2009 bằng căn bậc 2 của 47550 chia cho 37605. Đấy, bằng 1,12. Như vậy ta đã tính xong R bán kính của hai vòng tròn. Đấy, ta làm rất nhanh, gọn nhẹ. Và sau khi xử lý xong là ta vẽ biểu đồ hình tròn, hai hình tròn vẽ. Bây giờ vẽ khâu B là vẽ, vẽ trước khi vẽ ta đặt, đặt đấy, đặt cái đoạn gì? Đoạn này bằng gì? Bằng 1. Và đoạn thứ hai là gì? 1,12. Đấy, cái này là R của năm, của năm 2000. Cái 1,12 là R của năm 2009. Và ta dùng compa, ta vẽ hai vòng tròn. Vòng tròn thứ nhất đưa compa vào đây, vẽ vòng tròn nhất là vòng tròn của năm 2000. Vòng tròn thứ hai đưa compa vào đây, ta có vòng tròn của năm 2009. Đấy, như vậy ta có hai vòng tròn biểu hiện, biểu hiện cho hai năm. Và lần lượt ta đưa, đưa gì? Đưa các số liệu phần trăm này vào từng vòng tròn. Năm 2000 ta đưa vào năm này, năm 2009 ta đưa vào năm này, là ta vẽ xong biểu đồ hình tròn. Cách đưa các số liệu phần trăm vào biểu đồ hình tròn, các em nên dùng phương pháp cộng dồn như ta đã học ở bài trước. Và sau đó ta làm gì? Chú giải. Chú giải ứng với từng ngành một. Vậy đây cũng là một bài tập mà chúng ta phải luyện cho kỹ. Đấy là biểu đồ hình tròn. Mà cái dạng cách vẽ bài này thầy đã nói với các em ở những bài trước rồi. Chúng ta phải tự làm. Coi như đây là bài tập về nhà làm. Và khi ta vẽ xong ấy, thì nhớ ta phải làm chú giải một cái chính xác tương ứng. Và sau khi làm chú giải xong thì ta phải không quên là phải viết nhận xét biểu đồ. Đấy.
Cái câu này khi ta vẽ xong, giả sử ta vẽ xong, ta phải nhận xét được nào. Đấy, nhìn vào số liệu, nhìn vào số liệu thô, nhìn vào số liệu xử lý, ta nhận xét gì? Đấy. Vậy ta có thể nhận xét một cái khái quát như sau. Nhất là ta thì qua biểu đồ vẽ được, ta thấy gì? Nguồn lao động nước ta, nguồn lao động ta được sử dụng theo ngành này 2 năm tăng dần lên, tăng dần lên. Ví dụ năm 2000 của ta có 37.000, 37.065 và năm 2009 ta có 47.000 rồi. Như vậy nguồn lao động ta được sử dụng theo các ngành kinh tế liên tục tăng dần từ 2000 đến 2009. Đấy là cái nhất. Cái thứ hai là trong cơ cấu sử dụng lao động, ta thấy gì? Lao động tập trung cho ngành nào nhiều nhất? Lao động tập trung trong ngành nông lâm là chiếm tỷ lệ rất cao, 62,47%, rồi bên 29 44,56%. Và cái lớn thứ nữa là gì? Các ngành gì? Công nghiệp và thương mại. Đấy. Sau nông lâm là lao động tập trung trong hai ngành công nghiệp và thương mại chiếm tỷ lệ tương đối cao. Còn các ngành khác như ngành thủy sản, đúng không? Ngành thủy sản, ngành xây dựng và ngành khác thì lao động chiếm tỷ lệ nhỏ. Đấy là ý thứ hai. Ý thứ ba, ta lại xét trong giai đoạn 2029, ta thấy gì? Tỷ lệ nguồn lao động hoạt động trong các ngành nông lâm có xu thế gì? Giảm, và đã giảm từ 62,47% xuống 44,56% đối với nông lâm. Ngược lại, những ngành khác như là công nghiệp, thương mại thì tỷ lệ lao động có xu thế gì? Tăng dần lên. Tuy nhiên, nguồn lao động trong hai ngành này có tăng nhưng tăng còn chậm. Đấy. Và các ngành khác nhìn chung cũng tăng nhưng tăng còn chậm. Đấy, như vậy đấy là chuyển biến cơ cấu sử dụng lao động. Và đây là kết thúc bài thực hành về lao động ở cái bài 11. Đấy, việc lao động và việc làm. Vậy cái bài 11 ta đã giải quyết xong, gồm 4 câu, 3 câu lý thuyết và một câu thực hành. Mong rằng các em sẽ học kỹ cái bài này. Và đây là một trong những cái bài mà rất dễ bị hỏi thi, nhất là vấn đề lao động việc làm, và nữa là vấn đề đặc điểm của lao động, thế mạnh và hạn chế của lao động. Các em phải học thật kỹ từng mục một, từng phần một, hay ở đây thầy đã cho các em từng câu cụ thể một, thì mong rằng các em học kỹ từng câu thì chắc chắn sẽ làm được bài thi rất tốt. Chúc các em thành công.